tìm học bổng thôi mà, làm gì ghê vậy? Google nè. 5 phút xong. Xin chào mọi người, mình là Lucas, là cựu du học sinh châu Âu hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Thì với cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn các bước xin học bổng dành riêng cho chính bạn. Với một số bạn lần đầu tiên đi tìm học bổng thì mình bắt đầu hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu, cần tìm kiếm thông tin nào. Thì đây, sorry các bạn, đây không phải là thông tin để mà tìm kiếm học bổng, đây là thông tin làm thế nào để chinh phục trái tim của Lucas. Khá là dài. Tuy nhiên, để mà chinh phục học bổng dành cho bạn chỉ cần 4 bước. Thì bước thứ nhất đó là research, bước thứ hai đó là lên kế hoạch, bước thứ ba chuẩn bị và bước thứ tư apply. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thực ra mỗi bước đều đòi hỏi các bạn những cái kỹ năng khác nhau và cái sự kiên nhẫn và cái phương pháp approach của mình rất là khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 bước đó. Công cụ đầu tiên để tìm cái chương trình Master Degree mà nó phù hợp với lại cái năng lực của bạn đó là trang masterportal.com. Thì các bạn sẽ thêm cái địa chỉ ở cái thanh địa chỉ này ha. Thì cách sử dụng cái trang này đó là bạn vào cái phần khám phá. Thì trong phần khám phá này bạn thấy có rất là nhiều các ngành học, tùy vào cái mục đích và cái ngành học mà bạn muốn tìm. Thì ví dụ như đối với mình thì mình quan tâm về cái business và management, thì nó bao gồm luôn về cái marketing, tài chính hoặc là về ngân hàng. Thì các bạn thấy đây nó có khoảng tổng hợp khoảng 15.445 chương trình Master Programs. Tuy nhiên nó quá nhiều thì làm sao mình để lọc những cái chương trình mà phù hợp với mình. Thì mình rất là ưa thích cái function này ở đây. Ta-da! Hũ vàng nằm đây các bạn. Đó chính là tìm các chương trình có tuition fee là học phí từ 0 đồng đến 500 euro một năm. Thì mình chỉ cần click vào đây thì mình sẽ thấy được khoảng là tới 744 chương trình master cung cấp học bổng cho bạn, và cũng như là cái phí học nó thấp hơn cái việc bạn đi du lịch Thái Lan nữa cơ. Ok, bây giờ mình để mình giới hạn cái phần lựa chọn của mình thì mình sẽ học chương trình full time và on campus learning, tức là mình phải học tại trường. Tại vì trong đây có cả bao gồm cái online learning, bạn thấy đây tới khoảng 215, hoặc là cái chương trình mix giữa giữa online và offline. Về cái degree type thì nó tùy vào cái degree mà bạn muốn tìm. Thì mình search theo như thế này thì mình có khoảng 545 chương trình master. Ok, nhiều quá tìm không hết đâu. Bây giờ mình giới hạn lại những cái mà mình biết ha. Ví dụ về Master of Science hoặc là Master of Arts hoặc là MBA. Thì khi mình chọn một filter này thì mình thấy là đang có khoảng là 381 master degree. Ok, bây giờ để mình dễ nhất thì mình chọn cái phần lowest tuition fee. Thì mình thấy ở đây là từ 0 đến 500 euro mỗi năm, thì mình thấy là zero nè, mình thấy quá trời. Các nước, các trường học finance ở Norway, rồi ở Đức khá là nhiều chương trình nha các bạn. Và có những cái chương trình ở, mình bấm vào những trang tiếp theo, thì các bạn thấy những chương trình ở Đức vẫn kéo dài. Ví dụ là mình thích cái chương trình này đi, các bạn click vào cái này để mình tìm hiểu thông tin ha. Thì có thông tin nào các bạn nên chú ý thì có 3 thông tin. Thông tin thứ nhất là về học phí thì mình đã thấy rõ rồi, ở đây là free tuition fee. Mình thấy thêm một cái quan trọng thứ hai nữa là gì? Đó là cái chương trình này, cái application deadline của nó là gì? Deadline của chương trình này để mà apply đó là vào tháng 7 năm 2020. Thì tức nghĩa là các bạn có khoảng 1 năm trời, đúng 1 năm trời để chuẩn bị cho cái bạn cho chuẩn bị cho việc bạn du học vào năm 2020. Thì các bạn tìm thông tin quan trọng tiếp theo ở đây đó là admission requirements, đó là thông tin yêu cầu dành cho sinh viên, là cái những thông tin yêu cầu nào để bạn có thể apply. Thì mình vào cái phần English requirement ha. Trong phần IELTS thì mình thấy ở đây cái phần IELTS yêu cầu thấp nhất ở đây là 6.5, thì mình khuyên các bạn nên lấy khoảng 7 chấm. Thì cái phần này phần trong control, các bạn có thể control được, các bạn có thể là tăng điểm IELTS của mình lên. Còn cái phần tiếp theo là phần academic requirements, thì thông thường các trường ở Đức họ require là khoảng từ 7 chấm, GPA của bạn là 7.0 trở lên, và đa số là phần 7.5 trở lên. Bằng cách là các bạn gửi thư về trực tiếp cho cái admission của trường để mình hỏi là điểm GPA của tao là như vậy thì mày có thấy tao có cơ hội không. Thì bằng cách này mình có thể biết được rõ chính xác thông tin. Thì anyway, cái đây chỉ là những thông tin tham khảo, bạn cần phải hỏi rõ cái trường mà cung cấp cái khóa học này cho mình.
Ủa, ở đây có Mỹ, ở Mỹ cũng có trường cung cấp cho các bạn là 0 đồng một năm nè. Customer Driven Master of Business Thì đây là cái cách và cái kênh mà mình đã tìm chương trình học bổng dành riêng chính mình, và mình đã tìm thấy cái chương trình học bổng của University of Vassar, tức là cho sinh viên quốc tế 0 đồng để mình học suốt 2 năm. Kênh thứ hai dành cho những người đang đi làm và các bạn du học sinh cũng như các bạn sinh viên, là các bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để mình lên những cái trang này để tìm cho mình những cái cơ hội phù hợp nhất với năng lực của mình, phù hợp nhất với chuyên ngành mình đang làm. Nhất là những chương trình mà dành riêng cho chuyên chuyên ngành thì rất là có ít người để apply, thì bạn đang có thế mạnh của mình thì hãy cố gắng tham gia. Thì cái kênh mình muốn giới thiệu với các bạn đó là kênh Youth Opportunities. Đây, mình thấy cái địa chỉ ở đây ha, là uthob.com. Thì các bạn vào trang này thì mình thấy là Explore New Opportunities. Yay. Background là cái Singapore này các bạn. Mình thấy ở phần này có cả internships, fellowships, exchange programs. Thì mình thử cái phần mà trao đổi ha, trao đổi sinh viên any region đi, để mình coi những cái chương trình region khác như thế nào. Thì mình thấy ở đây quá trời luôn nè, 22 mấy ngày nữa là hết hạn. Ở gần nhất mình là Indonesia nè. Mình cứ coi là cái này nó yêu cầu cái gì ha. Deadline quan trọng, mình luôn luôn nhìn cái deadline là gì, ngày 10 tháng 8 là hết nè. Ok, rồi tiếp theo đó là benefit, là mình sẽ được cái gì, tài trợ cái gì, ăn ở ra sao, đi lại. Ví dụ như ở đây mình thấy là trải nghiệm sống ở village, giao lưu với người địa phương, rồi facilities mình có là cái gì, và cái quan trọng nhất là cái này, điều kiện tham gia. Ôi mai các bạn ơi, các bạn xem này, điều kiện tham gia này, các bạn thấy không, có những cái chương trình nó chỉ dành cho các bạn trẻ từ độ tuổi từ 15 cho đến 30 tuổi. Có nghĩa là nếu như các bạn không có tìm biết thông tin này thì lỡ năm sau cái mình 31 tuổi rồi, cái mình không tham gia được cái chương trình ngắn hạn mà dễ cho mình tham gia như vậy thì rất là tiếc đúng không? Cũng như các bạn trẻ sinh viên là mình đang đi học mà mình có những thời gian rảnh chỉ cần đi khoảng 1 tuần 2 tuần mà các bạn lại không có tham gia những chương trình này thì vô cùng tiếc. Cho nên mình thấy là các bạn nên bỏ nhiều thời gian để mình tìm kiếm những cái chương trình này. Kênh thứ hai mà mình tìm kiếm các khóa học ngắn hạn và trao đổi đó là kênh học bổng White Box, Young Box. Cái này là kênh của Việt Nam, kênh thông tin chất lượng cao của sinh viên và giới trẻ Việt Nam. Thì các bạn mà dưới U35 thì mình nghĩ cũng là còn giới trẻ, ví dụ như mình đi, mình cũng là giới trẻ nha các bạn. Thì bây giờ các bạn vào cái tab là học bổng hoặc là sự kiện, thì mình sẽ vào cái tab học bổng để mình tìm thông tin các học bổng ngắn hạn. Thì ở đây có, ngoài học bổng ngắn hạn thì nó cũng có những học bổng thạc sĩ, học bổng tiến sĩ, đa phần là thạc sĩ và tiến sĩ, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đây. Thì một điều mình không thích ở trang này là có quá nhiều quảng cáo, nhưng mà bù lại thì nội dung của nó khá là hay. Ví dụ mình thấy ở đây là chương trình Mỹ online, chương trình học bổng ngắn hạn toàn phần Atlantic ngành y tế tại đại học bla bla. Thì các bạn nào làm trong ngành y tế, các bạn cũng muốn là muốn có một khoảng thời gian trau dồi kiến thức mình lên, trau dồi cái international background của mình lên, thì đây chính xác là chương trình dành riêng cho bạn. Những bạn như mình là marketing business, mình không thể cạnh tranh với các bạn vào cái chuyên ngành này rồi, vì họ chắc chắn yêu cầu mình có kinh nghiệm và kiến thức trong ngành chuyên môn. Thì có, ngoài cái phần y tế thì có chuyên môn về báo chí rồi con người nhân khẩu học ở nhiều lắm. Và đặc biệt là rất là nhiều chương trình dành cho women entrepreneurs, cái là những người nữ doanh nhân. Các bạn nếu bạn là nữ mà bạn có đang có side project về business thì các bạn rất dễ xin những cái chương trình này. Ok. Tiếp theo kênh thứ hai, kênh thứ ba mà dành cho các học bổng ngắn hạn và chương trình trao đổi đó là kênh Opportunity Desk. Đây kênh này, opportunitydesk.org. Đây là kênh mình cũng hay tham khảo mà, thì các bạn có thể search ở đây ha. Mình thấy đây làm như là fellowships nè, dành cho người đi làm hoặc là các competitions gì đó, nếu bạn muốn enhance cái background của bạn lên. Thì mình tìm kiếm thử thông tin trong đây. Thì đó là ba cái kênh mà mình luôn tìm kiếm những cái học bổng ngắn hạn cho mình, những chương trình trao đổi khi mình còn là du học sinh. Đó là kênh Youth Opportunities, kênh White Box của Việt Nam, và kênh cuối cùng là Opportunity Desk. Thì điều cái tips dành cho các bạn là các bạn hãy vào trong Facebook của những trang này. Nhiều khi mình không có truy cập vào những trang này thường xuyên thì mình nên có cái Facebook của họ và click vào cái phần following, chọn cái phần see first. Thì cái phần see first đó nó sẽ xuất hiện trên cái new feed của bạn. Thì những new feed về những cái học bổng dành riêng cho chính bạn thì đó là những new feed rất là hữu ích.
Ok, sau khi bạn đã có thông tin từ cái masterportal.com rồi, thông tin từ ba cái kênh kia, cái chương trình ngắn hạn rồi, thì bạn hãy đặt tất cả thông tin đó vào cái Excel của mình để mình làm một cái timeline. Thì cái timeline này là cái bước thứ hai để mình kiểm soát lại cái những chương trình nào phù hợp với chính mình và thời điểm và yêu cầu của họ là gì để mình có thời gian chuẩn bị. Ví dụ như là mình đặt thông tin ở đây là các chương trình mà mình dự tính apply là cái chương trình Master ở Đức đây, thì họ có cái tuition fee yêu cầu là miễn phí ha. Và cái phần quan trọng nhất là deadline là khi nào. Mình thấy đây cái deadline mình rất là highlight chỗ này để mình biết là cái nào đến trước, cái nào đến sau để mình biết mình apply nó kịp thời. Cũng như là cái bước chuẩn bị của mình. Thì không ai có khả năng sẵn sàng, bạn chỉ sẵn sàng khi bạn có sự chuẩn bị rõ ràng. Thì đây là cái sự chuẩn bị của mình, đặt tất cả các thông tin mà bạn tìm được vào một cái Excel và mình shortlist nó theo cái phần timeline để mình có thể kiểm soát rõ là cái chương trình nào mình muốn tham gia và họ yêu cầu cái gì. Thì đây là cái tips mình dành cho các bạn. Thì cái Excel này mình có thể chia sẻ với các bạn ở phần description, thì các bạn có thể download ở cái phần description để mà tham khảo cái Excel này của mình ha. Thì trong đây có những cái thông tin nó đã không còn chính xác nữa rồi, vì đã 3 năm rồi mình chưa có đụng lại cái Excel này. Tuy nhiên mình nghĩ nó sẽ hữu ích với bạn nên mình chia sẻ. Cái bước thứ ba đó là bước chuẩn bị. Thì bạn cần chuẩn bị gì? Đó là chuẩn bị về cái certificate. Các certificate về bachelor degree, certificate về tiếng Anh. Thì trong đó cái phần certificate về tiếng Anh là cái phần khó nhất dành cho các bạn và mất nhiều thời gian nhất. Thì đó là lý do tại sao mình cần bước thứ hai là mình phải planning tất cả mọi thứ và đặt cái planning của bạn trong cái một bảng Excel để mình có thể follow kịp. Thì thông thường mình nghĩ là bằng các bạn có thể trau dồi tiếng Anh khoảng nửa năm, khoảng một năm cho đến nửa năm để mà đạt được cái minimum requirement của trường ha. Cái bước chuẩn bị thứ ba đó là phần mà viết SOP. Thì học sinh sinh viên mình, học sinh Việt Nam mình không có thói quen là nói về mình nhiều, cũng mô tả bản thân mình bằng lời cũng như là bằng hành động. Thì đây là một cái phần điểm thiếu sót của bản thân mình. Tuy nhiên mình có thể là trau dồi nó bằng cách là viết ra mỗi ngày, kể lại câu chuyện của chính bạn. Thì mình sẽ chia sẻ riêng với các bạn một cái YouTube riêng để là cái mẹo của mình là viết SOP, cái phần Statement of Purpose, cái essay để mà xin học bổng như thế nào để mà trường có thể chấp nhận mình ha. Mọi người thấy sao? Các bước tìm kiếm này vô cùng đơn giản đúng không? Tóm tắt lại đó là 4 bước: tìm đúng kênh, đúng thông tin và đặt những thông tin đó vào trang Excel để mình nắm giữ cái bức tranh tổng quan để mình biết là thời điểm nào mình apply. Và cái thứ ba đó là chuẩn bị. Thì mình cần chuẩn bị gì? Chuẩn bị certificate, chuẩn bị tiếng Anh, chuẩn bị dịch bản điểm. Cũng như là chuẩn bị kết nối lại cái mối quan hệ của thầy cô và đồng nghiệp. Và cái cuối cùng đó là khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn chỉ cần apply đúng thời hạn. Và với 4 bước này, mình hy vọng là các bạn sẽ lấy được cái học bổng dành riêng cho chính bạn. Nếu bạn thấy thông tin của YouTube mình hữu ích thì hãy subscribe ngay nhé. Cũng như là hãy comment bên dưới để cho mình biết là profile của bạn ra sao và chương trình học bổng bạn đang tìm kiếm là gì. Và mình thấy những cái kênh mà mình đưa cho bạn có hữu ích hay không. Đây là kênh của Lucas Trần. Kênh của mình sẽ giúp cho các bạn có thông tin và động lực để bước ra thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại.